Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, như anh em cũng đã biết là cái phiên bản mới sau khi update chúng ta có thêm những cái con tướng và một cái bộ tộc mới, đó chính là tộc Hedgehog. Và tôi cũng đã có những cái video test cái sức mạnh của từng cái con tướng ở trong cái bộ này. Đấy, con thần chết đã có tới 3 video về con thần chết rồi. Con tướng 4 đô ở trong cái bộ Hedgehog thì tôi cũng đã có cái video test sức mạnh ở trong cái bộ năm rồng. Phải nói thật sự là khi mà các cái con tướng này này nó đứng riêng ấy ở trong cái bộ Hedgehog thì nó thực sự là nó rất là mạnh. Phải nói thật sự là từng cái con đứng riêng ra hoặc là kết hợp với những cái bộ khác thì nó rất là mạnh. Đấy. Cụ thể ở đây là đã có 2 video, 3 video làm một con thần chết solo ở giai đoạn late game kết hợp với bộ gót đỏ và bộ gót Warlock. Ngoài ra thì cái con tướng 4 đô thuộc cái hệ Assassin ấy và trong cái tộc Hedgehog thì tôi cũng đã kết hợp với cái bộ năm rồng và thực sự nó phát huy cái hiệu quả rất cao khi mà cái khống chế của nó có khả năng là xuyên kháng BKB. Đấy, xuyên BKB. Đấy, tức là nó có thể là không bị miễn nhiễm với cái hiệu ứng stun. Rất thích hợp để có thể là khống chế vào những cái con co có BKB ở trong cái con game này. Đấy, thực sự là hai con tướng rất mạnh. Khi mà cho một cái đánh giá mà để mà đánh giá bằng điểm ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ phải là 8-9 điểm. Ngon trong tầm giá, thậm chí là quá ngon so với cái tầm giá của nó. Đấy, một con 2 tiền và một con là 4 tiền. Nhưng mà có khả năng xuyên BKB, khống chế diện rộng. Đó thì đó là cái nhận xét về cái con tướng và chúng ta kết hợp đứng riêng lẻ trong một cái bộ ở đấy. Vậy thì còn chúng kết hợp lại với nhau thì sao thì tôi chưa có video. Đấy, bởi vì trước đấy tại lý do tại làm sao mà tôi chưa có video. Trước đấy tôi nghĩ là nó khá là phèn. Bộ này nó khá là yếu bởi vì làm sao? Bốn con kết hợp vào. Thực ra là không phải bốn con mà là hai con kết hợp vào ở trong cái bộ Hedgehog thì nó cũng chỉ bằng một con thị vệ thường ngày ở trong cái phiên bản cũ. Tức là nó sẽ đâm xuyên qua người đối thủ và gây choáng một giây. Đấy, thì bây giờ nó là hai con để mà kích hoạt được cái đó. Vậy thì nếu mà là bốn con thì sao? Bốn con thì toàn bộ đội hình đấy, những cái con đánh gần nó sẽ có khả năng là gây choáng. Nó sẽ thêm những cái con đánh gần nữa. Đấy. Thì khi mà tôi đọc từng thấy thế thì tôi cũng không thấy là nó mạnh lắm. Đó. Chính vì thế nên là tôi cũng chưa có một cái video để thử, để test. Và tôi cũng không nghĩ là nó mạnh để tôi chơi. Đấy, nhưng mà sau đó một thời gian thì tôi có nghĩ lại. Bản thân mình cũng phải tự hỏi là tại sao nhà phát hành họ ra một cái bộ nào đấy thì nó cũng phải có cái nguyên do của nó. Nó cũng phải có cái lý do. Vậy lý do tại làm sao mà nhà phát hành lại ra một cái bộ mà nó phế đến như thế? Phải chăng là chúng ta chưa tìm ra là cái sức mạnh thật sự của nó? Đấy, chúng ta mới chỉ đang gọi là gì? Đang gọi là mới gọi là hiểu sơ sơ, hoặc là chúng ta đang gọi là gì? Đang hiểu nhầm nó thôi. Đấy, chứ còn chưa có hiểu đúng về nó. Đấy, chính vì thế nên là tôi cũng đã sau cái video trước ấy mà tôi up lên trên YouTube ấy, là có rất nhiều anh em ở trên kênh nói là tôi hãy chơi cái tộc Hedgehog đi. Thì anh em bảo tôi chơi thì tôi chơi, nhưng mà vấn đề ấy là để mà chơi được thì là cũng phải tìm hiểu. Đấy, và tôi đã có một cái quá trình tìm hiểu cái bộ này. Đấy, khẳng định với anh em luôn là mấy cái ngày nghỉ vừa qua đấy là tôi đã phải coi như là vui đầu vào để tìm hiểu cái bộ Hedgehog để xem thực sự là nó mạnh cỡ như nào, kết hợp như thế nào thì nó mạnh. Đấy, và có thực sự là nó phế như thế không, và cái bộ Hedgehog để counter vào những cái bộ nào, trong những cái trường hợp nào thì chúng ta chơi Hedgehog. Thì đó, đây nó sẽ là cái thành quả anh em nhá. Cái video ngày hôm nay nó sẽ là thành quả của hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Đấy, tôi có nghiên cứu rất kỹ rồi. Đã phải coi như là liếm trải rất là nhiều trái đắng. Đấy, rất là nhiều nước mắt, rất là nhiều coi như là nước mắt và máu để có thể là ra một cái cách chơi này, một cái lý thuyết cơ bản đấy để cho anh em có thể nắm được.
Ok nhá, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bộ Hard Ark. Một trong những cái bộ mà còn nhiều ẩn số. Đấy, còn nhiều ẩn số trong meta mới. Có người thì có thể là đã chơi rồi và đã hiểu rất rõ về nó rồi, biết được cái sức mạnh thật sự của nó rồi. Đấy, còn có những cái người cũng đã chơi rồi nhưng mà chưa hiểu thực sự cái sức mạnh của nó. Đấy, và có những anh em chưa chơi và đợi video của tôi lên rồi mới chơi. Đấy, thì hôm nay sẽ là cái video đầu tiên về cái bộ Hard Ark anh em nhá. Ok, để xem là chúng ta sẽ kết hợp nó với cả những cái bộ gì. Thực ra cái việc kết hợp thì nó sẽ dựa vào cái hệ tộc của những cái con ở trong cái bộ đấy thôi. Đấy, chúng ta có thể kết hợp được với gì? Unicorn là một con ở trong cái bộ Beast thì chúng ta có thể kết hợp với Beast. Đấy, con thần chết ở trong cái bộ Warrior thì chúng ta có thể kết hợp với Warrior. Và cái con bùa đồ tôi cũng quên tên là tôi cũng chưa biết tên. Nó trong bộ Assassin thì chúng ta cũng có thể kết hợp với bộ Assassin anh em nhá. Đó là những cái bộ mà chúng ta có thể kết hợp được. Vậy ba bộ đấy thì cái bộ nào là kết hợp là mạnh nhất thì cũng không dám chắc là cái bộ nào là kết hợp là mạnh nhất. Nhưng mà có thể nói là ba cái bộ đấy là cái ba cái bộ mà chơi cái bộ Hard Ark mà bốn Ark đấy, bốn Hard Ark là tôi nghĩ là chỉ có ba cái bộ đấy là chơi được thôi. Còn những cái bộ khác thì chúng ta chỉ kết hợp lẻ thôi. Chúng ta kết hợp hai con hoặc chúng ta kết hợp là gì, là một con duy nhất. Đấy. Chúng ta kết hợp lẻ thôi. Thì là những cái bộ khác. Còn để mà chơi 4 Hack Ork thì tôi nghĩ là chỉ có Warrior, chỉ có Beast, chỉ có gì nữa nhỉ? Có Assassin đúng không? Ok. Và đầu game thì tôi cũng đang có ý định là chơi Warrior. Đấy. Warrior nhưng mà tôi lấy đồ hơi sai bởi vì đầu game lúc đầu thì là có Beast. Đấy là lấy chơi Beast thì lấy những cái đồ đánh tay nhiều hơn. Đấy, chơi Beast và chơi Assassin thì lấy đồ đánh tay nhiều hơn. Còn chơi Warrior thì chúng ta lại lấy thiên một chút về cái đồ thủ. Đấy, đồ hồi máu, đồ thủ, giáp rồi máu. Đó, những cái được đấy. Được. Con thuyền trưởng. Đầu game thì bởi vì lấy sai đồ nên là nó cũng đang khá yếu. Chính vì thế là tôi quyết định là tôi sẽ eco thôi. Cho đến khi chúng ta có một cái đội hình nó ngon nghẻ một chút. Ví dụ như là có Warrior 2 sao. Đấy, có Warrior 2 sao thôi chứ còn cũng chả có cái gì nữa. Warrior phải có được một con 2 sao, ví dụ như con Tutka chẳng hạn. À, tất nhiên là nó phải là cái con gây đam, chứ còn cái con kiểu như là ách 2 sao thì tôi cũng vẫn sẽ eco. Đấy, cái con ví dụ như Tutka này, hoặc là con Aquaman, hoặc là con thuyền trưởng thì nó tốt quá. Hoặc là ra một con Doom nhỉ, hoặc một con Berserker. Berserker tầm này ra thì nó cũng hơi muộn rồi đấy anh em ạ. Thế nên là tôi cũng sẽ không có chơi nếu mà nó ra Berserker. Đấy, tôi vẫn sẽ eco thôi. Và cái bộ Hard Ark thì cũng có một cái lưu ý, đấy chính là chúng ta sẽ không thể chơi được cái hàng Ryu. Đấy rồi, Unicorn. Chúng ta sẽ không thể chơi hàng Ryu ở trong cái bộ này mà chúng ta sẽ phải kích hoạt bằng Wizard. Vì nó không đủ 4 con anh em ạ, nó chỉ có 3 con thôi. Hiện tại là trong game chỉ có 3 con Hard Ark. Đó là con Unicorn, con thần chết và cái con Assassin. Đấy, còn cái con thứ tư thì chắc là tôi nghĩ là sẽ phải đợi một vài phiên bản nữa. Chính vì thế nên là ở cái thời điểm hiện tại, nếu mà muốn chơi 4 con ấy, chúng ta sẽ mất rất nhiều slot. Đấy chính là 5 slot. Đó. Để mà chơi 4 con thì chúng ta sẽ phải mất 5 slot để kích hoạt rồi. Nên là cái bộ mà thích hợp hiện tại ấy, nó chỉ là cái bộ Warrior này, cái bộ Assassin, cái bộ Beast thôi. Vì nó tốn quá nhiều slot nên nó chỉ kết hợp để mà kích hoạt 6 Warrior hoặc là 6 Assassin hoặc là 6 Beast để nó thêm cái hệ tộc khác. Đấy, nó gọi là một công đôi việc luôn đấy. Ok. Chứ còn kết hợp với bộ khác mà lại mất tới 5 slot fake thì nó chỉ còn 5 cái con thì nó cũng không có kết hợp được với cái bộ nào cả anh em ạ. Rất là khó chơi. Đấy, đây là một cái bộ mà phải nói là khó chơi nha anh em nhá, chứ không dễ chơi đâu.
Đấy, và nếu mà chơi thì cũng phải tìm hiểu một chút. Đấy, nếu không nói là tìm hiểu sâu để mà xem là lúc nào thì lên chơi và lúc nào thì không. Đấy, chuyện này có mết này. Đó, mết thì à đây cũng cũng xin chia sẻ với anh em luôn là nếu mà ở trong trận đấu có mết ấy thì anh em đừng chơi bít nhá. Anh em đừng chơi bít. Ở trong cái trận đấu có bết thì anh em chỉ có thể chọn một trong hai line up, đó chính là Assassin hoặc là Warrior thôi. Bởi vì ở trong hai cái bộ đấy nó sẽ có sẵn một cái con Laga cho anh em, một con Marine để anh em kẹp vào. Đó. Còn nếu mà anh em chưa biết thì là toang rồi, là anh em sẽ không thể kẹp được đâu. 6 bit kẹp với cả 4 Hawk. Là nếu nếu mà anh em muốn chơi bít ấy mà có kẹp Marine ấy là anh em sẽ phải kẹp ở level 10. Ui rồi. Khó chơi anh em ạ, không chơi nhá. Đấy, chuyện này có mết này, chuyện này có gì God Warlock à? Có phải không? Thằng này Warlock. Đó, chính vì thế đấy là tôi chọn cái con đường là bây giờ là Warrior nó hợp lý rồi. Warrior nó sẽ kẹp được cá vào. Đấy, và Warrior nó cũng sẽ có con Doom. Nếu mà trong cái trường hợp mà đánh với cả God ấy thì tôi nghĩ là nên chọn Warrior. Chứ đừng có chọn Assassin. Đấy, vừa có khả năng kháng phép vừa có Doom. Doom nó sẽ Doom vào con co của đối thủ nữa. Đấy, đấy nó chính là cái cách chọn bài Hawk nhá anh em nhá. Xin giới thiệu cho anh em luôn để anh em biết lắm được cho nó rõ ràng. Sau này mà anh em có ý muốn vọc vào thì anh em hãy nhớ cái clip này. Đấy, những cái gì mà tôi đang chia sẻ ở đây để anh em dễ bề anh em lựa chọn. Chứ không phải vào phát là vục vào chơi beat hoặc là vục vào chơi 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 assassin đâu. Đấy, chúng ta cũng phải xem đối thủ như nào chúng ta lựa chọn. Đấy, hiện tại nhá là đối thủ cực kỳ khỏe đấy anh em ạ, cực kỳ khỏe luôn. Hiện tại là đối thủ đang là một cái đội hình mà đang counter của chúng ta là Warrior và chưa kẹp được cá. Đấy, và đang có một con Thunder 2 sao rồi. Ngoài ra nhá còn có một cái con gấu gấu mết. Đó, rất là mạnh luôn. Anh em cũng có thể thấy và đang có ý định là câu ra cái con gấu Saman đấy anh em ạ. Đó, chính vì thế nên là nói về cái sức mạnh hiện tại thì không có cách nào có thể ăn được. Nên là tôi quyết định là tôi không xả tiền gì hết nha anh em nhá. Tôi trận này là chúng ta sẽ phải cắn răng chịu đựng để lên 9. Đấy. Cứ lên 9 rồi mới tính tiền được. Chứ còn cái bộ này thì nó sẽ không phải đánh ở level 7 đâu anh em. Đó, và đây cũng là một cái mà anh em cũng phải hết sức lưu ý. Bởi vì đội hình ở level 9 có nghĩa là như nào? Có nghĩa là anh em sẽ phải đánh ở giai đoạn là gì? Giai đoạn là late game đấy anh em ạ. À. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh em nếu trong cái trận đấu đấy mà có quá nhiều những cái đội hình siêu đẩy, đội hình siêu đẻ thì tôi nghĩ là anh em không nên chọn cái bộ này. Tất cả luôn. Cả Assassin Hawk này, cả Warrior Hawk này, rồi cả cái gì nữa, cả Beast Hawk. Hawk cũng không chơi nhá anh em nhá, bỏ hết. Bởi vì làm sao, chúng ta thậm chí là chưa kịp lên 9 thì đã bay màu rồi. Đấy, những cái bộ như là siêu đẻ này, những cái bộ như là Saman, Insectoid, Beast hoặc là còn một cái bộ nữa đấy, nó chính là bộ Exit anh em nhá. Đấy, những cái bộ đấy là những cái bộ làm sao là không, chúng ta nhìn vào là chúng ta là coi như là chào luôn. Đấy, tạm biệt nhé luôn nhá anh em nhá, không chơi, không bao giờ là chơi khi mà ở trong trận đấu có những cái đội hình đó, cực kỳ nguy hiểm. Với những cái đội hình mà nó đánh theo cái kiểu dạng siêu lết thì chơi cái bộ này nó lại rất là thích hợp. Đấy. Những cái đội hình mà đẩy chậm như là Assassin đấy, đẩy chậm này như là như là gì nhỉ, như là Hunter. Đấy là những cái bộ mà chúng ta lên chơi. Ok. Rồi. Dấu ấn Kira. Món duy nhất tôi có thể lấy ở đao này. Chả lấy được cái gì cả. Rồi. Với cái tầm này như này thì anh em bảo là tôi có lên là bỏ eco tiếp không? Bởi vì tôi thấy là tầm này vẫn yếu anh em ạ. Vẫn chả đấm được ai. Có hay chăng là chỉ đấm vào thằng này? Cũng chưa chắc.
Đấm được không? À, đấm được, đấm được, đấm được, đấm được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên 8. Lên 8 rồi chúng ta cũng sẽ lên dần lên 9 thôi. Với cái lượng máu bây giờ là 63 máu thì tôi vẫn khá là tự tin. Với cái lượng máu như này thì chúng ta cũng chưa thể nào chúng ta có thể mất máu nhiều và đi luôn được. Rồi, lên 8 thì sẽ roll một vài cái để form cái đội hình nó 2 sao đã anh em nhá. Đấy, cứ 2 sao đã rồi tính. Còn 1 sao thì không tính tiền. Hiện tại là đang khá là nhiều 1 sao ở đây. Ok. Đấy, và cũng trong cái quá trình mà tìm hiểu cái bộ này này thì tôi cũng đã hiểu ra cái ý đồ của cái nhà phát hành. Đấy là cái bộ Hardhawk này nó counter cái bộ Hunter ở trong cái meta hiện tại đấy anh em ạ. Tức là Hunter ấy là meta hiện tại là rất là hot, rất là mạnh. Thì cái bộ Hardhawk nó sinh ra để nó counter vào cái bộ mạnh nhất meta hiện tại. Đấy, còn counter như nào thì anh em đợi một chút, hồi sau sẽ rõ nha anh em nhá. Nó chưa đến lúc nó counter. Đấy, muốn counter được thì nó phải là gì? Là lên 9 cơ. Thế nên là anh em hãy kiên nhẫn đợi một chút. Sắp tới là nó sẽ đến cái lúc mà counter tôi sẽ coi như là trình bày kỹ càng để anh em có thể làm được là tại sao lại counter nha anh em nhá. Nó cực kỳ counter luôn đấy. Thế nên là Hunter bây giờ là cũng đã có một cái đối thủ nó cần phải rất đáng là coi như là quan tâm, phải dè chừng khi mà không phải là trận nào có thể là gì là sờ farm được. Đấy, cái tầm này là bây giờ là bắt đầu là phải thấy sợ rồi. Khi mà bắt đầu có những người chơi cái bộ Hardhawk, đó là lúc Hunter sẽ phải cẩn thận. Tôi không nói là xuống hố bởi vì thực ra là nó sẽ không thể xuống hố được. Nếu mà Hunter xuống hố thì nó không còn gọi là meta nữa. Đó, nó sẽ là meta sau rồi. Nó sẽ là sau update. Chứ còn cái tầm này thì Hunter nó vẫn là một cái gì đấy nó khá là thế lực đấy anh em. Nó chưa thể nào mà có thể là đóng hòm được đâu. Bộ đấy nó vẫn là một cái bộ cực kỳ uy tín luôn. Với một con súng 3 sao đấy anh em chắc top luôn. Không biết là top mấy, top 1 hay top 2. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là top nếu mà anh em lên một con súng 3 sao. Đó. Và anh em đánh chuẩn bài thì anh em không bao giờ anh em trượt top. Chơi Hunter cực kỳ là uy tín luôn. Và thực sự là nó không phải là nó meta là bởi vì là nó mạnh ở cái giai đoạn late game. Mà cái bộ đấy là cái bộ giữ máu cực kỳ tốt. Bộ đấy là bộ giữ máu phải nói là mạnh nhất bây giờ luôn. Ở cái giai đoạn giữa, cái giai đoạn mid game. Đó là cái giai đoạn mà cái bộ Hunter gần như nó không thể lọt được. Đánh chuỗi thắng nhá. Thì có thể là nói là đánh chuỗi thắng mà trận nào cũng đánh chuỗi thắng được thì hơi điêu. Đấy, nhưng mà để mà nói là giữ máu ấy, mỗi round lọt được một con hai con ấy thì nó là cái điều mà chắc chắn luôn. Đấy, không phải bàn cãi nữa rồi. Mỗi round chỉ lọt một hai con thôi, cực kỳ khỏe. Đó. Thế nên là tôi nghĩ là Hunter nó vẫn là một cái sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên với những cái trận đấu mà quá nhiều Hunter, anh em có thể lựa chọn cái bộ Hardhawk anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là sau cái round 20 này. Đấy, tôi lên được 9. Và khi mà tôi đã lên được 9 ấy thì cái câu chuyện là nó sẽ khác. Sau cái ra quái này thôi, chúng ta sẽ lên 9 và sức mạnh thật sự của nó sẽ được phơi bày. Ok. Bộ này là chắc chắn là chúng ta bắt buộc là phải chơi ở level 9 rồi. Đây ạ. Ok, lên 9 anh em nhá. Chúng ta đủ bộ. Sáu Warrior, 4 Hardhawk. Và thậm chí là chúng ta còn có cả 4 Beat nữa. Bộ này cũng có hai cái hay, đó chính là chúng ta kết hợp được với nhiều lineup. Chúng ta kết hợp được nhiều cái Selezy. Rồi. Ok.
Để xem là sức mạnh thật sự của cái bộ này nó như nào anh em nhá. Rồi bắt đầu. Đối thủ đầu tiên nó là cái thằng chơi God Warlock à. God Warlock có thể là chúng ta thua đấy. Đấy, hoặc là thắng. Hoặc là thắng. À không, khó, khó. À không, thắng. Có Doom mà, có Doom anh em ạ. Thằng chơi God thì đỡ kiểu gì. Ok anh em, được. Đội hình này có Doom. Đấy, đội hình này có Doom và kẹp được cá nhá, kẹp được cá, rất hay đấy, rất hay đấy. Warrior lúc đầu tôi đã tính rồi là trận này có God thì chúng ta sẽ chơi Warrior và kẹp được cả cá để mà chơi với mết nữa. Lên 10 chúng ta sẽ kẹp được 4 cá. Đó. Nhưng mà ngay ở cái level 9 nó đã rất là ổn áp rồi anh em nhá. Đội hình này đánh ở 9 là ổn áp rồi. Mà lên 10 thì kẹp được thêm 4 cá thì nó còn ổn hơn nữa. Trong trận này tôi còn có cái món đồ mà coi như là giảm cái sức sát thương của cái bọn mết nữa. Đấy. Rồi. Hay không? Cắt chuối được của thằng này không? Quá tuyệt vời anh em ơi. Đấy. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Chuối cộng 14 level 11 rồi đây này. Anh em có nhìn thấy cái hiệu ứng gì không? Những cái con tướng ấy sau khi nó lướt qua người đối thủ đã đứng im đấy anh em. Trong vòng 2 giây. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Bộ này phải nói là cái bộ là gọi là siêu khống chế. Nhưng mà cái hay của nó chính là lao thẳng đến cái vị trí mà có đông đối thủ nhất. Đấy, và gây ra hiệu ứng choáng rất là dễ để counter vào cái bộ Hunter. Một trong cái bộ mà hay bo góc, hay đứng ở trong góc và đứng túm tụm lại để bảo vệ, bảo kê cho con sống. Đó chính là cái hay ở trong cái đội hình này. Kể cả nó không bớ được vào cái người con súng ấy, khi mà đối thủ nhấc con súng ra một cái vị trí khác thì những cái con Hunter còn lại thì nó cũng sẽ đứng tụm lại thôi anh em ạ. Đó là cái rất hay. Ok. Cả những cái bộ Warlock này là những cái bộ rất hay đứng tụm. Và chúng ta ở đây là chúng ta có Doom nên chúng ta sẽ đấm gót Warlock như con. Quá hay. Đùm luôn, xoay nữa đi. Cái pha cắt chuỗi vừa rồi đã đem lại cho tôi một cái chuỗi cộng 5 rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Và bây giờ ấy, anh em biết là tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ lên 10, sau đó tôi mới xả tiền cơ. Chứ còn tôi không có đánh ở 9, anh em nhá. Bộ này nói chung ấy là chúng ta không cần phải là lên 3 sao. Đấy, không cần roll 3 sao. Mà chúng ta lên thẳng lên 10 để kiếm gì? Kiếm cái con 4 đô, 5 đô lên 2 sao thì nó ok hơn. Quá mạnh. Bây giờ thì cái con Abyssal Guard nó chính là con gánh kèo 2 sao mà thực sự là rất gánh đấy. Gánh từ lẫy đến giờ luôn. Anh em thấy không? Lướt qua người đối thủ, đối thủ đứng im một lúc. Tất nhiên là với cái bọn bọn Clay này thì nó cũng không rõ rệt lắm. Bởi vì là bọn Clay thì nó khá là trâu. Nó giáp nó khá là to. Nên là cái khả năng stun nó cũng không có rõ ràng. Nhưng mà những cái bộ mỏng ấy thì nó rất sợ stun luôn. Ăn được không? Tôi nghĩ là sẽ vẫn ăn được thôi. Aquaman gánh thật sự. Con Aquaman nó đấm, nó còn trừ giáp, nó đấm lực thật sự luôn. Đó, anh em thấy nó chạy theo cái con rơi không? Nó lướt theo luôn. Nó chạy theo như là Assassin luôn ấy. Rất hay. Bọn này nó vòng, nó coi như nó đâm xuyên qua đội hình. Chứ nó không bị cản lại. Đấy, tức là khi mà những cái con tướng di chuyển ấy, nó sẽ không bị cản lại. Nó sẽ không bị bốn cái con xung quanh nó khóa lại. Bốn con xung quanh của địch ấy. Cũng như là của ta luôn. Tức là của ta cũng thế. Đấy, nó cái hay ở khi mà kích hoạt 4 Hardhawk ấy, nó chính là tất cả những con tướng nó đều đâm xuyên qua nhau. Nó đều đi xuyên qua người của cả đồng đội lẫn coi như địch thủ. Nó sẽ không bị cản trở bởi bất cứ một cái vật cản nào cả. Nó giống như là Assassin vậy. Đấy, anh em thấy không? Nó đi xuyên qua người nhau. Đây là một cái hay, nó sẽ không bị cản khi mà đối thủ đánh gần và có 4 con xung quanh. Bốn con xung quanh nó cũng sẽ không bị cản lại. Nó cũng sẽ ví dụ như là đứng ở trong góc chẳng hạn
thì là những cái vị trí đó là những cái vị trí mà nếu mà không kích hoạt Hardhawk ấy thì chúng ta sẽ bị cản lại ở những cái vật cản. Đấy, nhưng mà với cái khả năng này thì kể cả cái bọn Hunter ấy, nó có xếp mà nó xếp thành ô 9 như tôi đang xếp ở đây, thì cái vị trí ví dụ như là vị trí của con súng là đang ở vị trí con Rubik ấy, thì nó vẫn sẽ bị đâm xuyên qua thôi. Nó sẽ đâm xuyên qua luôn. Rồi, bây giờ roll nha anh em nhá. Chúng ta kiếm Unicorn 3 sao và đồng thời kiếm luôn con Doom. Doom 3 luôn. Rồi, Unicorn lên 3 sao rất dễ ấy, bởi vì trong cái tộc hệ này nó có Wizard sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần kiếm thêm là hai con Druid nữa là ok. Đấy, bây giờ kiếm thêm con Doom nữa. Chúng ta cũng sẽ mua thêm cá vào. Con gấu này à? Thực ra con gấu này có thể thay cái vị trí cá ở cái slot thứ 10 cũng được. Hơi đen, roll nó không ra con Doom. Tiếp cận đối thủ rất nhanh chứ không coi như là cục mịch giống như cái bọn Warrior. Bọn Warrior nó di chuyển rất là đần. Nhưng mà khi mà 6 Warrior mà kết hợp với cả Hardhawk ấy thì thực sự là nó di chuyển rất linh hoạt luôn, giống như là Assassin vậy. Anh em có thể chứng kiến ở trên màn hình nha anh em nhá. Nó di chuyển đâm xuyên qua đội hình đối thủ và đâm xuyên qua người nhau, hướng tới những cái hàng sau cùng. Đây rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ra là cả chú quỷ này. Trận này chơi Doom với chú quỷ. Tôi nghĩ trận này ăn đánh Doom nó đánh với cả God ngon hơn đấy. Chú quỷ thì cứ từ từ đã. Chú quỷ đánh với God thì không ngon lắm đâu. Doom mà đánh với God thì có Doom cũng đỡ. Rồi để đổi một cái món đột tím anh em nhá. Có lên đổi không nhỉ? Đổi thì sẽ mất cái chén thánh. Cái chén thánh nó có khả năng hồi máu duy nhất là bây giờ là có cái chén thánh thôi. Nếu mà bây giờ tôi đổi thì nó lại mất cái khả năng hồi máu thì con Doom này nó hơi yếu đấy. Nên là thôi nha anh em nhá, từ từ đã. Đợi cái hút máu cuối. Bao giờ đủ đổi cái đồ cam lấy cái hút máu cuối thì tôi sẽ đổi. Chứ còn bây giờ không thể bỏ cái đồ hút máu đâu. Đấy anh em thấy không? Tiếp cận con súng ở đằng sau rất nhanh. Hunter này. Trời ơi, anh em thấy chưa? Đã chính xác chưa? Ui giời ơi. Chính xác nó là Counter Hunter đấy anh em ạ. Rồi. Để xem là đổi đồ cam nhỉ. Cái tầm này đổi đồ cam thôi. Đồ tím cũng không ngon lắm. Lấy đồ cam lấy hút máu cuối. Đấy, trời ơi, cái bộ này nó chỉ thiếu cái hút máu thôi anh em ạ. Nhưng mà có cái giáp xương này cũng ngon nhá. Giáp xương để đánh với cái nhà Hunter. Late game, từ từ đã. Hút máu để sau. Tôi nhận ra cái giáp xương này có cái khả năng là tăng giáp trâu hơn để đánh với cái nhà Hunter. Còn hút máu chúng ta sẽ lấy ở cái đao tiếp theo. Khống chế rất khó chịu luôn anh em ạ. Đi xuyên qua người đối thủ. Dịch chuyển. Sẽ không có bất cứ một cái vật cản nào hết. Và đi di chuyển đến đâu là ở đấy là bị stun. Đấy. Đấy anh em thấy chưa? Con cá lao người con ngựa bị stun luôn. Bây giờ chỉ một con chết thôi là con khác vào lao vào là cái con ngựa này lại bị stun. Mà con ngựa này khả năng sống sót là thấp. Đi rồi. Aquaman mà vào trừ giáp là chết chắc. Đi luôn. Hay quá nhờ. Mà đồ ra đồ rơi sang thì hơi kém. Quả rơi đồ sang là hơi kém ấy nhá. Trận này thì chúng ta khả năng là sẽ solo với nhà level 12 chơi mết đấy anh em. 5 dòng 9 mết đấy. Nên là chúng ta late game nó lại có một cái bộ này nữa. Đó chính là cái bộ 6m kết hợp với Hardhawk. Đó. Nó còn cái bộ nữa anh em ạ. Bộ đấy để chuyên là counter mết. Counter như nào thì anh em đợi hồi sau sẽ rõ anh em nhé.
ngày trước ấy, nếu mà anh em chơi 6 cá ấy, anh em chỉ xếp dàn hàng ngang thôi đúng không? Nhưng mà đối thủ để ở cái hàng dưới cùng của đối thủ bắn trưởng lên ấy, nhiều khi là anh em bị một phọt của con già là chết luôn ấy, là anh em không bớ được vào hàng sau. Đấy, nhưng mà bây giờ khác, bây giờ với cái bộ Hardock này thì khác. Anh em nhìn này, trời ơi nó dí con cung đen kìa. Cung đen với chúng tôi. Ôi ôi, đầy 17 máu luôn ạ. À, dã man. Thực ra tôi lấy cái giáp xương là để đấm với cái bọn này mà. Lấy cái giáp xương để đấm với bọn Hunter đấy anh em ạ. Đấy, còn bây giờ chúng ta đang thiếu cái gì? Chúng ta đang thiếu một con Tsunami. Chỉ cần ra đủ bộ 6666 Marine thôi thì anh em sẽ thấy cái sức mạnh thực sự của bộ Hardhawk nha anh em nhá. Nó không phải là sức mạnh chỉ có riêng cái bộ Marine đâu, mà nó là cái bộ Hardhawk nữa. Rồi, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm tối đa để chúng ta đổi những cái món đồ cam. Đấy, bây giờ cần là gì? Mặt lạ hút máu cuối cho Doom. Con Doom này thì không thể lấy mặt lạ MOM được. Nó sẽ bị gọi là câm lặng và sẽ không thể tung ra cái trưởng Doom, một trong những cái trưởng cần thiết để đánh với nhà mết nha anh em nhá. Đó, ui ôi, chuối cộng 10 rồi này anh em này. Điêu thật sự luôn ấy, thề mạnh thật sự. BKB hay là chén thánh. Nếu mà 6 cá này cũng chả cần BKB, nói thật với anh em. Lấy cái chén thánh hồi máu cho nó nhiều. Được chưa? Bây giờ vứt đồ đi, lấy đồ cam thì lại vẫn thiếu. Rồi rồi. Bây giờ là mục tiêu là kết liễu cái nhà Hunter cái đã, cho nó dễ counter. Ok. Sau khi cái nhà Hunter chết là chúng ta có thể tự tin và bỏ Warrior đi. Tất nhiên là bây giờ tôi cũng có 4 cá rồi, tức là nó cũng không yếu. Đấy. Để mà đánh với cái nhà mết level 12, 5 dòng 9 mết thì tôi nghĩ là vẫn chơi được. Có thể là không thắng, có thể là thua, nhưng mà tôi nghĩ là cũng sẽ mất ít máu đâu, chứ cũng không nhiều đâu. Đấy, 5 dòng 9 mết là tối thượng à. 5 dòng 9 mết level 12 rồi. Và bây giờ có vẻ khá tự tin giữ 50 tiền ở level 12. Đây rồi. Quá kinh khủng. Con già nó vào nó tung trưởng luôn. Khả năng thua là cao. Già còn có cái gương nên là tôi đùm trượt rồi. Con đùm của tôi nó đã đùm vào cái bóng. Đùm thông minh thật sự luôn. Trời ơi, đùm thông minh thế. Đùm ngay vào cái con giơ so ạ. Sao lại khôn thế nhở? Tôi nghĩ là thua thôi. Bây giờ mới có thể đun trúng được con già. Không thể nào có thể chiến thắng được. Mất chuối. Mất chuối cho thằng này hơi căng đấy nhờ. À ui, đây rồi. Thế thì xong rồi. Ui giời ơi, chấp bạn luôn. Ok. Xong ở đấy anh em ạ. Xong thật sự ở đấy. Rồi, rồi. Bây giờ anh em xem nhá, xem là cái bộ 6 cái Hardhawk nó khác với cái bộ kia thế nào. Có để lại cái Blink thôi. Ok, tạm được, chưa có cái hút máu nhỉ. Anh em xem nhá, anh em xem này. Nó sẽ không bị cản đâu. Đấy, nó lao xuống hàng dưới luôn. Bây giờ mày bắn trưởng thì đam nó sẽ lổ. Ok. Dí con già, đúng rồi. Chết chắc. Chết chắc. Hay chưa? Trời ơi, đẩy nhiều máu luôn anh em ạ. 17 máu mỗi đao. Quá mạnh. Bây giờ thậm chí là tôi có thể dàn hàng ngang như này nhá. Để cho anh em xem. Bây giờ chúng ta dàn hàng ngang này nhưng mà nó cũng sẽ không bị bó ở phía trên đâu. Nó đâm xuyên qua người đối thủ luôn để nó lao xuống cái hàng phía dưới. Rất là hay luôn anh em ạ. Rất là hay luôn. Nó đâm xuyên qua người đối thủ, lao hẳn xuống cái hàng phía dưới, tiếp cận vào hàng đằng sau, sau đó lổ đam khi mà kết hợp với 6 đá. À, 6 cá. Quá tuyệt vời luôn. Nó như là chuyển toàn bộ đội hình của chúng ta sang cái bộ Assassin đi anh em ạ. Đấy, có cái khả năng là bay ra vòng sau. Rất hay.
Rồi, để xem nào. Anh em xem nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Luồn ra đến tận phía con già luôn như kìa. Trời ơi, đam lổ một phát. Phát bụt luôn anh em ạ. Ây à, ây à, con rồng to. À, dồn đồ cho rồng anh em ạ. Con rồng to. Dồn toàn bộ đồ cho Dragon Clay à. Cũng hay, nhưng mà bạn ơi, 11 máu mỗi round thì 4 round nữa là đi thôi. Nào. Round 35 à. Vậy là chúng ta sẽ phải kéo dài trận đấu đến round thứ 37, tôi nghĩ là 37 round. Đấy, bây giờ đối thủ có xếp như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ luồn lách qua cái hàng đằng trước, đến vươn tới những cái vị trí của con rồng, hoặc là vươn tới những cái vị trí của những cái con ở hàng đằng sau. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thực sự cái bộ này, sau cái video clip này chắc là anh em cũng đã hiểu rõ cái cơ chế của bộ này rồi. Nó sẽ trực tiếp counter vào những cái bộ mà có những cái con mà đứng ở hàng sau đấy, được bảo kê bởi những cái con xung quanh. Ví dụ như bộ Hunter hay là cái bộ Mết này chẳng hạn. Rồi ôi, nhìn nó luôn mà cả. Ôi rồi ôi, đẩy một phát, lổ một phát bay đội hình luôn anh em ạ. Dã man. Ui rồi ôi. Tôi nghĩ là nếu mà không có cái round 35 ấy, round 35 mà không phải là round quái ấy, thì chắc chắn là thằng này ra đi rồi. Không có cái cửa nào mà ăn được luôn. Dã man. Thực sự đây nó chính là cái sức mạnh của nó đấy anh em ạ. Đấy. Tôi đã như nghiên cứu rất là nghiêm túc về cái bộ này rồi. Thằng này nó còn đang định là nuôi con Thunder, con rồng và con già lên 3 sao. Mỗi con còn thiếu có đúng một con nữa thôi. Đấy, có trứng sẵn ở đây rồi. Và ở đây nó là hai quả trứng. Chỉ còn thiếu mỗi con một con. Và ở đây là 44 tiền. Trời. Đối thủ có gần 50 tiền để có thể đưa con rồng, con già hoặc là con Thunder lên được 2, lên được 3 sao. Nếu mà lên được 3 sao thì nó có ăn được cái đội hình này không? Một cái đội hình mà toàn 2 sao, có mỗi cái con Illicon 3 sao thôi. Tất nhiên là tôi cũng đang có một cái tham vọng là nuôi cái con Doom lên 3 đấy anh em ạ. Rồi, đây tôi sẽ phải lấy cái này. Giáp tím nó sẽ giúp cho chúng ta kháng cái hiệu ứng khống chế. Ok. Rồi. Còn lại thì có thể đổi được cái gì không nào? Đổi một cái món đồ cam nữa. Ok. Được. Đổi luôn. Cướp điên. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chắc chắn là cướp điên rồi. Thiếu đam lấy cướp điên thôi. Hay không? Rồi, dồn tiếp. Nhưng mà trận này Doom khó lên 3 rồi, hết giờ rồi. Hết rồi anh em ạ, hết rào. Khó. Còn 3 con nữa cơ. Anh em nhìn kìa, nó luồn tới tận hàng dưới cùng luôn, ở cạnh vị trí con rồng luôn. Thôi xong rồi. Thế thì đỡ làm sao được bạn ơi. Rồng thì 3 hit thì cũng bay màu. Trời ơi, con Doom nó đấm kìa. Dã man. Sức mạnh thực sự của nó đấy anh em ạ. Rất là mạnh. Thực sự là biến tất cả cái đội hình thành một cái cỗ máy giết người di động. Một cái cỗ máy coi như là assassin hoàn hảo luôn. Luồn lách qua người đối thủ cũng như các cái đồng minh để tiến tới cái vị trí cốt lõi của trong lòng địch. Quá hay. Thực sự là rất mạnh đấy anh em ạ. Còn nếu mà anh em chưa tin tôi thì anh em hãy thử đi. Đấy, còn nếu mà anh em không chịu thử ấy thì anh em hãy xem tiếp cái video clip tiếp theo anh em nhá. Đang có rất nhiều anh em yêu cầu tôi chơi cái bộ này, nên là theo trend các cái video tiếp theo tôi sẽ tiếp tục làm về bộ này anh em nhá. Rồi, nếu anh em thấy hay để lại tôi một like. Nếu anh em muốn tiếp tục xem cái bộ này ở trong những cái video tiếp theo, hãy đăng ký kênh anh em nhá. Và nếu có thời gian thì anh em hãy chọn clip bên trái để xem cái bộ Saman nó bá đạo ở trong cái meta mới này như nào. Nếu có thể so sánh với cái bộ Hunter thì cũng là 1910 đấy anh em ạ. Đấy. Và cái bộ Hedgehog liệu rằng có thể đấm được cái bộ Saman không? Đấy, như nó đấm cái bộ Hunter không thì anh em hãy xem cái video tiếp theo anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá.
cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.